Tiện anh ha, ông bà ngoại rồi cậu mợ rồi anh Bảy rồi anh dọn hết gì đây. Quê hương các bạn thấy bàn thờ của gia dòng họ bên ngoại mình. Này, đây là ông anh thứ 9, anh làm cái bàn thờ. Hôm nay là 25 Tết. Hay Việt Nam mình cái phong tục tập quán rất là hay. Thì con cháu biết về với ông bà tổ tiên. Đi đâu đi cũng về quê hương ông bà. Ngày lễ, ngày giỗ. Truyền thống tuyệt vời. Ông anh ông chơi toàn đồ cổ. Đồ ông sưu tầm thứ dữ. Anh cất riêng một cái nhà để thờ cúng. Đẹp lắm đấy. Đâu ra đó. Đây là cái biệt phủ của ông. Biệt phủ của ông á. Ngộ quá. Đấy. Cái vườn kiến của anh. Đẹp lộng lẫy luôn. Hồ bơi. Anh mới xây xong á, hổm khai chưa, hổm tân gia hổm. Nãy là đi tảo mộ xong rồi về đây là cúng. À. Cái biệt phủ này là cuối tầng là mấy đứa con cháu của ảnh, cháu nội nó. Nó về à. Cái chỗ này giống như ngồi để tiệc tùng đồ tiếp khách. Việt Nam vậy thôi. Bỏ quê hương tổ quốc ra đi. Làm gì mà có được những cái cảnh như vậy. Mấy ngày lễ ngày Tết. À, hồi nữa là nó tảo mộ xong rồi về con cháu gia đình họp lại. Cái này bên ngoại mình đấy, đẹp không Việt Nam vậy. Bởi vì tôi nói tiếc cho những người họ sống họ sinh ngoại mình tiếc khủng khiếp luôn chị ạ. Tại họ không có suy nghĩ một cách chín chắn. Họ sống, họ chỉ nhìn, họ có cái sức mạnh đồng tiền, họ bung ra. Bị mấy thằng tư bản tài phiệt Mỹ nó dụ hết. Tôi hứa tôi sẽ chia sẻ với anh chị các bạn là có những người đi tìm giấc mơ Mỹ, giấc mơ ở Canada đó. Tôi hứa tôi sẽ giải thích. Mà anh chị các bạn nghe không mê nữa thôi. Tôi bảo đảm, cái đề tài đó rất là hay. Rất là hay. Bởi có nhiều người bị xa lầy. Khi mà tụi tư bản nó marketing rất là giỏi. Rồi mình bị dướng vào trong đó. Bao nhiêu tiền của mình bị. Mình bị tư bản cuối cùng nó hốt mẹ chưa. Làm được bao nhiêu năm trời dành dụm được ở quê nhà. Tiền, bạc, giàu có, đại gia, sung túc. Tự nhiên qua Mỹ, qua Canada, qua cuộc sống hải ngoại rồi. Dăng vô vách hết. Tôi nói chị bạn, thằng tư bản không phải dễ ăn với nó đâu. 1% tài phiệt của tụi nó điều khiển cả cái thế giới này. Không đâu bằng quê hương mình hết á. Các bạn thấy như vậy nè. Sống sướng thấy bà cổ luôn. Làm ăn dành dụm được. Có tiền đi. Bây giờ có tiền đi đâu chơi cũng được. Đi khắp thế giới. Bỏ ra vài trăm ngàn đô đi chơi đã rồi đi về. Không sướng. Tự nhiên qua xứ người ta rồi. Đổ tiền đổ của trôi hết. Tương lai nhiều khi con cái của mình không biết có đạt được không nữa. Trước mắt thì thấy nghe hào nhoáng. Thôi lời mình xin dừng đây. Chúc anh chị các bạn ở quê nhà có năm mới an khang và thịnh vượng. Bà con kiều bào, những người có tấm lòng với quê hương tổ quốc, ăn Tết xa quê hương và luôn luôn hướng về với quê hương.
cùng chung nhau xây dựng đất nước này ngày một tốt đẹp hơn và vạch mặt những cái thành phần xuyên tạc chống phá đất nước. Chúng nó là những cái thành phần vô lồi, không xứng đáng làm người Việt Nam. Chúng ta là những người con của đất mẹ, chúng ta yêu mảnh đất quê hương này. Và mảnh đất quê hương này đang phát triển và đổi mới hàng ngày và hàng giờ, để cho con cháu sau này nó có một cái đất nước tốt đẹp hơn. Những thế hệ sau này nó sẽ làm tốt hơn, chứ không phải lên trên này rồi vì những đồng tiền dơ bẩn rồi xuyên tạc chống phá đất nước. Không thể chấp nhận được. Tôi nói anh chị các bạn, không thể chấp nhận. Những người nào mà chấp nhận điều đó thì tôi nói là cũng giống như sướng ca vô lồi. Đấy, các bạn thấy quê hương về thôi chứ còn đòi gì nữa. Mà không có vườn kiển của ông này ấy, ổng thôi là đây. Thôi xin chào anh chị các bạn nha. Bye bye, bye bye, bye bye.